Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân bị uốn ván vào điều trị trong tình trạng nặng, trong đó có một người bị nhiễm bệnh sau khi cắt trĩ. Ngày 18 tháng 10, thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, cả hai ca mắc uốn ván vừa được đưa vào bệnh viện này cấp cứu đều trong tình trạng nặng, co giật toàn thân. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân DVN, nam, 53 tuổi ở Hòa Bình, có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi nhập viện một tuần, nam bệnh nhân có nhờ người quen tự cắt trĩ tại nhà. Sau cắt trĩ, ông N xuất hiện tình trạng cứng hàm tăng dần, khó nói, khó nuốt, khó há miệng, ăn uống kém. Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế tại địa phương và được chẩn đoán mắc bệnh uốn ván. Do tình trạng bệnh nặng, xuất huyết co giật, nam bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván toàn thể, phải nằm thở máy. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân PTN, nữ 68 tuổi ở Sơn La. Gần đây, bà N bị ngã ở chuồng lợn gây bầm tím, xây sát ra vùng mông. Sau ngã 3 ngày, bà N xuất hiện triệu chứng cứng hàm, khó há miệng, sốt cao, xuất hiện cơn co cứng, co giật toàn thân, được đưa đến một cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Tại đây, bà N được chẩn đoán mắc uốn ván, điều trị mở khí quản cấp cứu, an thần, thở máy. Do tình trạng sốt, co giật không thuyên giảm nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, uốn ván toàn thể và tiến hành điều trị theo phác đồ. Với tất cả những trường hợp mà có phơi nhiễm và có nguy cơ với trục khuẩn uốn ván, cụ thể là những cái trường hợp như là bị tai nạn, chấn thương này, đấy, hoặc là những cái vết thương mà có dạng khải tinh này, có nguy cơ là bị uốn ván thì rất là cần thiết là phải tiêm vaccine phòng uốn ván. Đối với những cái vết thương mà đa chấn thương này, hoặc là những cái vết thương gần thần kinh trung ương, gần đầu mặt cổ, gần các cái vùng như vùng sinh dục này, các cái đầu chi đấy, thì sẽ cần phải tiêm cân nhắc tiêm cả huyết thanh. Cái việc này thì sẽ phải đến các bác sĩ sẽ phải khám tư vấn và sẽ chỉ định tiêm. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 22 ca mắc uốn ván, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 2 ca tử vong.